Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Nguyên Audio làm clip test theo yêu cầu của quý vị và các bạn đam mê audio trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là cặp loa Sequin Vega đến từ nước Mỹ, mang model VS120. Theo yêu cầu của quý vị thời gian qua thì Nguyên Audio về đôi loa này thì test lên cho quý vị. Và thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em gọi điện đặt hàng đôi loa này rồi. Và thời gian qua không có hàng thì hôm nay mới về được một cặp Sequin Vega VS120 dòng loa bass 30 thưa quý vị, đẹp xuất sắc. Hôm nay tiếp tục về tại cửa hàng. Đôi loa này thì thời gian vừa qua thì Nguyên Audio cũng bán khá nhiều và được anh em chơi audio đánh giá rất là cao. Đặc biệt là chất âm của đôi loa này, bass đánh rất uy lực và mạnh mẽ. Dòng Vega thì quý vị biết rồi, kể cả từ bass 25, 30, 40 tiếng bass đều rất là tốt. Bass rất sâu mềm và uy lực mạnh mẽ. Những dòng loa này thì quý vị chơi được đa thể loại nhạc vừa và chơi được 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Nên là anh em rất là thích những dòng loa Sequin này. Và thời gian vừa qua thì rất là nhiều anh em gọi điện đặt hàng cho Nguyên Audio thì hôm nay mới về. Thì anh em nào đặt hàng thì xin liên hệ cho Nguyên Audio số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và đôi loa này thì Nguyên Audio vẫn bán bằng những giá đôi loa cũ hoặc là đôi loa trước với giá 18.500.000 đồng thưa quý vị. Và hôm nay Nguyên Audio xin giới thiệu lại về đôi loa Sequin Vega VS120 đến từ nước Mỹ này, với cấu hình sở hữu 3 đường tiếng trên một thân thùng, một bát 30 màng giấy gân mút màu đỏ đặc trưng của hãng Sequin, và một loa trung giấy 12 cm thưa quý vị, và một loa chép titan. Hôm nay nhà đang hơi hàng về hơi chật nên là Nguyên Audio không quay được đằng sau. Đằng sau của nó thì đều có cầu chì tự ngắt bảo vệ loa. Khi chúng ta mở to, mở quá công suất thì cầu chì sẽ tự ngắt, không ảnh hưởng gì đến loa. Và đằng sau nó có 2 lỗ thông hơi rất là lớn thưa quý vị nhé, để giúp thoát hơi và tiêu âm rất là tốt. Và thùng này, đôi loa này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp như mới thưa quý vị. Đôi này thì rất là đẹp đấy ạ. Đôi này thì còn quá là đẹp luôn. 4 góc cạnh của đôi loa chưa bị sứt sẹo gọi là một chút nào. Nó là màu nâu đỏ vân gỗ quý vị nhé. Màu nâu đỏ vân gỗ. Màu này thì rất là sang trọng rồi. Và oát của đôi loa này thì oát auto, oát tự động. Dòng loa này thì quý vị có thể ghép vào những chiếc âm ly Jaguar 203, 506 hoặc những chiếc đẩy bãi. Đẩy bãi hoặc những chiếc âm ly bãi như là Samsung, Danon thì rất là hay thưa quý vị. Và chúng ta muốn hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì chúng ta chỉ thêm vang lên cơ nữa. Vang cơ lên thôi, hát karaoke rất là tốt ạ. Đôi loa này thì nó có chiều cao, kích thước chiều cao là 82 cm, và chiều rộng là 42 cm, và chiều sâu của nó là 35 cm thưa quý vị. Giá 18.500.000 đồng, không bao cước phí vận chuyển. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ test chất âm của đôi loa Sequin Vega VS120 này cho quý vị và các bạn cùng nhau thưởng thức chất âm của nó. Sâu và mềm thưa quý vị. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Nguyên Audio test nhạc trữ tình cho quý vị. Và bây giờ, Nguyên Audio sẽ test nhạc đan hay là chúng ta gọi là nhạc mạnh để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức cái tiếng bass uy lực mạnh mẽ của đôi loa Sevin Vega VS120 này.